Để chúc mừng sinh nhật câu lạc bộ, chúng ta thay đổi không khí sôi động một tí. Bây giờ là ca khúc Anh Không Tha Thứ của Đình Dũng. Xin các bạn cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ? Em mời nhóm nhảy của Say Tiếng Hát, Mê Tiếng Nhạc lên giúp đỡ em hôm nay nhé. Vâng, Nguyễn Thuyền xin mời tất cả các anh các chị có những cái vũ điệu đẹp nhất hãy lên sân khấu cùng vui chung với câu lạc bộ Say Tiếng Hát để chúc mừng sinh nhật câu lạc bộ Hà Giang Bolero. Này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất em. Một người đàn ông nhưng đang than khóc như một đứa trẻ. Phiền nào hơn khi anh trông thấy thế giới của mình dành bước bên vì sao người lại đánh phân nơ thế khi anh làm ai? Hey, hey, hey. Cánh tay lên! Bước cháy sân khấu lên quý vị ơi. Xin đừng ngần lên như ngày em bước đi. Dù than vẫn cùng nghịch dịch, người bận tâm trí. Giờ này phương xa đó nhưng gấp quanh mình. Người có nhớ không nghĩa tình, có khăn còn thương nhau mãi đâu, sao giờ u sầu. Mong em sẽ chọn đúng người, thật lòng thương lấy em. Bởi em đau anh cũng rất buồn, vì mình từng yêu thương. Và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này, mình đã có nhau như vậy. Lỡ sau này ta trông thấy nhau, xin đừng ngoảnh đầu. Vâng, đừng ngoảnh đầu. Đời này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đã đánh mất em. Một người đàn ông nhưng đã tan thân như một đứa trẻ. Buồn biết nào hơn khi anh trông thấy thế giới của mình xanh biếc bên anh. Vì sao vỗ tay không phải mất tiền mà sao quý vị lại ngồi yên thế này? Nếu như mà quý vị vỗ tay thì ca sĩ trên sân khấu còn sung hơn nhiều ạ. Vỗ tay thật lớn. Hey, hey, hey. Mong em sẽ chọn đúng người, thật lòng thương lấy em. Bởi em đau anh cũng rất buồn, vì mình từng yêu thương. Và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này, mình đã có nhau như vậy. Lỡ sau này ta trông thấy nhau, xin đừng ngoảnh đầu. Cuộc đời này
Vâng ạ, ca sĩ Nguyễn Hiến, Tiền Thắng Tình Thua chuẩn bị. Ca sĩ Nguyễn Hiến chuẩn bị ạ. Ca khúc Tiền Thắng Tình Thua. Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ rất nhiều. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Đa Sắc Màu.